Hello, hello, xin chào các bạn, mình là Khoai Tây. Tuần trước thì mình đã làm video tổng hợp ngữ pháp HSK2 phần 1. Và đây là video về phần 2. Ở trong video này thì mình sẽ gói gọn lại hết những cái phần ngữ pháp còn lại của thằng HSK2 dựa trên cuốn giáo trình chuẩn HSK. Vậy thì các bạn có thể xem theo dõi cái video này của mình để có thể tổng hợp nốt kiến thức còn lại nha. Ở dưới phần miêu tả mình có để timestamp để các bạn có thể tra cứu xem cái phần ngữ pháp mà các bạn cần là nó nằm ở đâu để có thể tua trực tiếp đến đó để xem luôn nha. Và vẫn như mọi khi mình đã khuyên các bạn là nên mua kết hợp sách giáo trình cộng với sách bài tập về để có thể vừa học này vừa tham khảo video này của mình và vừa làm bài tập để chúng ta có thể thẩm thấu kiến thức được tốt hơn nhé. À, không nói nhiều nữa, bắt đầu thôi. Câu hỏi của cấu trúc hỏm ạ thì chúng ta dịch ra đơn giản đấy là gì đấy, được không? Dùng để hỏi về ý kiến hoặc là quan điểm của người khác. Ví dụ như là chúng mình cùng đi ăn cơm được không? 我们一起去吃饭好吗? Chúng mình cùng đi xem phim được không? 我们一起去看电影好吗? Đó, nó cũng chỉ lên thế đấy. Ngữ pháp tiếp theo với từ trải. Trải cộng với động từ tức là làm lại cái việc gì đó hoặc là làm thêm cái việc gì đó. Và thông thường đây là những cái việc mà nó vẫn chưa diễn ra. Mình lấy ví dụ như là mình ăn cơm, mình ăn được một bát cơm rồi mình thì cảm thấy khá là no. Mẹ mình bảo là ăn thêm bát nữa đi con. 你再吃一碗吧. Hoặc là gì? Mình nói khá là nhanh, các bạn bảo là chị nói lại lần nữa đi. 你再说一遍. Ngữ pháp tiếp theo là câu kiêm ngữ, hay chúng ta có thể hiểu nó chính là cách sử dụng của chiếng, rằng và chọn. Cả ba thằng này thì nó đều có một chung một cái công thức như sau, là đối tượng 1 cộng với chiếng hoặc rằng hoặc chào cộng với đối tượng 2 cộng với động từ. Tuy nhiên về mặt ngữ nghĩa của chúng nó thì sẽ khác nhau một chút. Dưới mở HSK1 thì mình đã từng nói với các bạn, khi chiếng cộng với động từ có nghĩa là mời làm gì đó, xin hãy làm gì đó, yêu cầu đối phương làm một cái việc gì đó. Và cái lời yêu cầu đó là lời yêu cầu cực kỳ lịch sự. Chúng ta sẽ thường sử dụng cái cách này để nói với khách hàng hoặc là những người lớn tuổi. Tuy nhiên ở đây, ở trong HSK2 này thì chúng ta sẽ làm quen nó với một công thức vừa mặt ý nghĩa khác. Đó chính là mời theo kiểu là chiêu đãi. Mình lấy ví dụ, tôi mời bạn ăn cơm. 我请你吃饭. Tôi mời bạn uống trà. 我请你喝茶. Tôi mời bạn uống cà phê. 我请你喝咖啡. Thằng thứ hai là rằng. Rằng có nghĩa là để ai đó làm gì hoặc là bảo ai đó làm gì. Ví dụ mình nói, bạn để cho tôi nghĩ một tí nhé. 你让我再想想. Bạn để yên cho tôi ngủ. 你让我睡一下. Hai cái nghĩa thứ hai của nó nghĩa là bảo ai đó làm gì đó, yêu cầu ai đó làm gì. Tuy nhiên đây là một lời yêu cầu rất là lịch sự. Ví dụ, giám đốc bảo tôi tham gia hội nghị. 经理让我参加会议. Cô ấy bảo tôi đến nhà cô ấy chơi. 他让我来他家玩. Tuy nhiên các bạn hãy nhớ cho mình là cái thằng rằng này nó sẽ sử dụng theo cái kiểu nó hơi bị lịch sự một chút xíu. Và ở bên trong cái khẩu ngữ thông thường mà chúng mình nói chuyện với những người ngang hàng hoặc bạn bè với nhau ấy, thì chúng mình sẽ ít khi sử dụng cái thằng rằng này. Và cái thằng thứ ba là thằng chẹo. Chẹo này có nghĩa là bảo ai đó làm gì, gọi ai đó làm gì. Và thằng này mới là thằng thường xuyên xuất hiện ở trong khẩu ngữ. Mình lấy ví dụ, 我叫人去看看. Để tôi bảo người đến xem nhá. Để tôi bảo người đến xem. Nào, hay là gì? 我叫我弟弟做饭. Tôi bảo thằng em tôi nấu cơm. Như vậy xét trên cái mức độ về cái độ lịch sự nhá, thì thằng rằng này nó sẽ có cái tính chất, có cái độ lịch sự mạnh hơn là thằng chẹo. Ngữ pháp tiếp theo là sự lặp lại của động từ. Thằng lặp lại động từ này các bạn có thể hiểu đơn giản đấy là làm gì đó một chút, làm gì đó một ít. Thế nhưng mà nghe cho cái câu nó dễ thương hơn, nghe cho nó dễ đi vào lòng người hơn. Ví dụ thế này này, thay vì nói đi, 你说, thì chúng ta nói 你说说. Bạn nói đi nhé, bạn nói ra nào. Tiếp tục này, thay vì nói 你看, nhìn đi, thì ta nói gì? 你看看, đây này, bạn nhìn đi nhé. Thế cái câu nghe nó dễ chịu hơn thôi. Hay là gì? Thay vì nói 你听, nghe đi, ta nói là gì? 你听听, bạn nghe thử đi, bạn nghe thử xem nào. Cái tiếp theo đấy là bổ ngữ chỉ kết quả. Với anh bạn bổ ngữ chỉ kết quả này, bạn mà đọc ở trong sách thì bạn sẽ cảm thấy kiểu như là một bầu trời rắc rối, không hiểu nó muốn nói cái gì luôn. Nhưng trên thực tế ở trong tiếng Việt của chúng ta cũng có cách sử dụng y hệt như vậy. Do vậy ở trong những câu này bạn chỉ cần sử dụng đúng với cái logic nói tiếng Việt của mình là xong. Mình lấy ví dụ này, tìm là chọn,
thấy là to, tìm thấy là trò to. Tôi tìm thấy rồi, của trò to là. Tiếp tục, nghe là thiêng, hiểu là tổng. Nghe hiểu là thiêng tổng. Tôi nghe hiểu rồi, của thiêng tổng là. Làm là chỗ, xong là hoán. Làm xong là chỗ hoán. Tôi làm xong cơm rồi, tức là tôi nấu xong cơm rồi đấy. 我做完饭了. Ok chưa nào? Và cái thể phủ định của thằng này là chúng ta sẽ sử dụng với từ mấy hoặc là mấy yếu cộng với cái cụm động từ ở đằng sau, tức là chưa làm xong cái gì đó hoặc là chưa làm gì đó. Ví dụ, tôi chưa nghe hiểu. 我没听懂. Tôi chưa nấu xong cơm. 我没做完饭. Tôi chưa tìm thấy anh ấy. 我没找到他. Như vậy thì với những cái anh bạn nói về bổ ngữ trí kết quả này thì các bạn cứ chỉ cần ôm đúng cái logic của tiếng Việt, ốp vào cái câu này là xong. Chứ chúng ta sẽ không cần phải nhìn hay là cần phải rơi vào cái mớ bỏng bong quá là phức tạp với cái cách giải thích ngữ pháp ở trong sách làm gì cho nó mệt đầu ra. Ngữ pháp tiếp theo, giới từ chống. Cách sử dụng của nó như sau. Chống A, tạo B. Có nghĩa là từ A đến B. Trong đó A và B có thể là một đối tượng nào đó này, địa điểm nào đó hoặc là mốc thời gian nào đó. Mình lấy ví dụ như là chống của tao nhỉ, từ tôi đến bạn. Chống Bảy Chiêng tao Sàng Hải, từ Bắc Kinh đến Thượng Hải. Chống lão rấn tao hải zi, từ người già đến trẻ nhỏ. Chống lão rấn tao hải zi đâu chỉ hoàn chư thiếng của, từ người già đến trẻ em đều thích ăn táo. Như ở đầu bài ngày hôm nay thì mình đã nói bú yào cộng với động từ có nghĩa là đừng làm gì đó, ngăn cản, ngăn cấm, yêu cầu anh đừng có làm. Và ngoài ra thì bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn thấy có một công thức, đấy là bú yào cộng với động từ cộng với lợ, tức là làm, đừng làm gì đó nữa. Tức là gì? Là anh đã làm rồi nhưng mà tôi yêu cầu anh đừng có làm cái việc đấy nữa. Mình lấy ví dụ 8 giờ sáng mẹ mình thấy mình đang chơi điện thoại, 10 giờ sáng vẫn thấy mình đang chơi điện thoại, mẹ mình bảo là bú yào quán sổ chi là, đừng có chơi điện thoại nữa. 10 giờ tối thấy mình đang học, 12 giờ đêm thấy mình vẫn đang học, mẹ mình bảo đừng có học nữa, 不要学了. Và cũng tương tự như vậy, có thể thay thế cái thằng 不要 này bằng thằng 别 với công thức như sau. 别 cộng với động từ cộng với lợ thì về mặt ý nghĩa của nó cũng giống hệt như thằng lúc nãy mình đã nói, tức là đừng làm gì đó nữa. Tôi yêu cầu là bạn hãy ngưng cái việc bạn đang làm lại. Lấy ví dụ như là 10 giờ sáng mẹ mình thấy mình vẫn đang ngủ, mẹ mình bảo là đừng có ngủ nữa, 别睡觉了. Mẹ mình thấy mình xem TV nhiều quá, mẹ mình bảo là đừng có xem TV nữa, 别看电视了. Câu so sánh hơn với từ 比. A 比 B cộng với tính từ ở đằng sau có nghĩa là A hơn B cái gì đó, A hơn B thế nào đó. Ví dụ này, 我比你老, tôi già hơn bạn. 我比你大, là tôi lớn hơn bạn. 我比你小, là tôi nhỏ hơn bạn. Thế còn so sánh kém thì sao? So sánh kém thì chúng ta sẽ sử dụng công thức là A mấy yếu B cộng với tính từ, tức là A không được như B thế nào đó. Ví dụ là tôi không cao bằng chị tôi, 我没有姐姐高. Tôi không đẹp trai bằng bạn, 我没有你帅. Hôm nay không nóng bằng hôm qua, 今天没有昨天热. Ngữ pháp tiếp theo với từ 可能. Khả năng thằng này thường được đứng ở đằng trước động từ hoặc là đứng trước chủ ngữ, dùng để theo cái nghĩa là có thể này, có lẽ này, chắc là này. Ở đây có thể ở đây không phải là có thể làm gì đó, có thể có năng lực làm gì đó đâu, mà là nó nói về cái sự phỏng đoán. Ví dụ, bình thường là cái anh bạn đồng nghiệp của mình 8 giờ sáng đến công ty rồi, hôm nay 10 giờ sáng chưa thấy nó đâu. Mình mới nói là có thể, có lẽ, chắc là anh ấy ốm rồi. 他可能生病了. Hôm nay là thứ hai đúng không? Thông thường thì là ngày mai mình sẽ lên lớp. Thế nhưng mà ngày mai khả năng cao là mình lại có một cái công việc gì đấy rất là bận của gia đình mình, mình không thể đi lên lớp được. Mình nói đây là khả năng là ngày mai tớ không lên lớp được. 可能我明天不来上课. Ngữ pháp tiếp theo với thằng tớ. Thằng tớ này nó sẽ có công thức như sau. Chủ ngữ cộng với động từ cộng với tớ cộng với tính từ, tức là ai đó làm gì như thế nào. Ví dụ, anh ấy nói rất nhiều, 他说的很多. Anh ấy ăn rất nhiều, 他吃的很多. Anh ấy chạy rất nhanh, 他跑得很快.
Tuy nhiên, nếu như trong cái động từ đấy mà nó có tân ngữ, tức là khi chúng ta muốn nói đến cụ thể là anh ta làm cái gì đó, ví dụ như là thay vì nói là anh ấy học rất giỏi, mình nói là anh ấy học tiếng Trung rất giỏi. Thế thì khi này chúng ta sẽ cần phải sử dụng cái công thức là chủ ngữ cộng với động từ cộng với tân ngữ rồi lại cộng với động từ cộng với tính từ. Khi này chúng ta sẽ thấy cái thằng động từ này nó sẽ lặp lại nhá. Ví dụ này, anh ấy học tiếng Trung rất giỏi. Tha xuế trung quấn xuế tớ hấn hảo. Anh ấy ăn cơm ăn rất nhiều. Anh ấy ăn rất nhiều cơm. Tha chư phản chư tớ hấn tua. Anh ấy nói chuyện cực kỳ nhiều luôn. Tha xua hoa xua tớ hấn tua. Rồi vậy các bạn nhìn thấy cái thằng động từ nhá, nó sẽ lặp lại nha. Nó sẽ có sự lặp lại thằng động từ này. Và tất nhiên rồi, để phủ định cái thằng này thì chúng ta sẽ chỉ cần đơn giản là nhét cái chữ phủ vào phía trước tính từ, tạo thành công thức như sau: chủ ngữ cộng với động từ cộng với tựa cộng với phủ cộng với tính từ. Ví dụ, anh ấy ăn không nhiều, tha chư tớ phủ tua. Anh ấy nói, anh ấy chạy không nhanh, tha bảo tớ phủ khoại. Hoặc là anh ấy học tiếng Trung không tốt, tha xuế hạ yu xuế tớ phủ hảo. Anh ấy ăn cơm không nhiều lắm, tha chư phản chư tớ phủ tua. Ngoài cái so sánh A hơn B thế nào đó thì chúng ta có thể sử dụng cái công thức như sau: A bỉ B cộng với cụm động từ, tức là A làm hơn B cái gì đó. Ví dụ, tha bỉ wo zuo de hao, anh ấy làm tốt hơn tôi. Tha bỉ wo xue de hao, anh ấy học giỏi hơn tôi. Hoặc công thức thứ hai là A cộng với động từ cộng với tự cộng với bỉ B cộng với tính từ. Tha xuế tớ bí wo hảo, anh ấy học giỏi hơn tôi. Cả cái hai công thức này nhá, các bạn có thể sử dụng lẫn lộn với nhau được, không vấn đề gì nhá. Ngữ pháp tiếp theo, trợ từ động thái. Cái trợ từ động thái này thì mình cũng đã từng nói đến nó ở trong cái video các cái từ vựng hạn SK2. Các bạn có thể quay trở về cái video từ vựng hạn SK2 và xem ở cái phần 10 phút 15 giây nhé. Thì mình đã nói cái phần này khá là kỹ rồi, nên ở đây mình sẽ không nói nữa. Ngữ pháp tiếp theo, câu hỏi cấu trúc bú sư gì đấy mà. Thì cái thằng này nó là theo cái hiểu gọi là câu hỏi tu từ ấy, tức là hỏi mà không phải để hỏi, mà là hỏi để dằn mặt, hỏi để nhắc nhở, biểu thị rằng là tôi đang rất không hài lòng với cái việc này. Lấy ví dụ như ngày hôm qua mình xem dự báo thời tiết bảo là hôm nay trời sẽ mưa to, thế là mình mang ô, mang áo mưa các kiểu, cuối cùng ngày hôm nay nắng. Thế mình mới nói là 不是说今天有雨吗? 怎么没下? À, không phải là ngày hôm nay phải mưa à? Sao mà đến giờ vẫn chưa mưa? Hay là mình có một cái đứa bạn, nó là người Hà Nội, nó sống ở đây từ bé. Mình hỏi nó là chùa Một Cột ở đâu, nó chả biết chùa Một Cột ở đâu. Thế xong mình bảo là, không phải mày là người Hà Nội à? 你不是河内人吗? Ngữ pháp tiếp theo với từ của. Động từ cộng với của có nghĩa là đã từng làm gì đó theo cái dạng gọi là bạn đã từng làm qua, bạn đã từng trải nghiệm, bạn đã từng thử nó rồi. Và cái việc đó nó đã kết thúc ở bên trong quá khứ. Mình lấy ví dụ là bạn đã từng đi Trung Quốc chưa? À, 你去过中国了吗? Bọn họ đã từng đến nhà tôi. 他们来过我家. Tôi đã từng xem cái bộ phim này, tôi đã từng xem qua bộ phim này rồi. 我看过这部电影. Và ở cái thể phủ định của nó thì chúng ta sẽ sử dụng công thức như sau: chủ ngữ cộng với mấy cộng với động từ cộng với của cộng với tân ngữ. Ví dụ, tôi chưa từng xem bộ phim này, tôi chưa từng xem qua bộ phim này. 我没看过这部电影. Bọn họ chưa từng đến nhà tôi. 他们没来过我的家. Và để chuyển cái câu này sang thể nghi vấn thì chúng ta sẽ đưa cái thằng mấy ở vào cuối câu. Ví dụ, bọn họ đã từng đến nhà tôi. 他们来过我家. Bọn họ đã từng đến nhà tôi chưa nhỉ? 他们来过我家没有. Tôi đã từng xem qua bộ phim này. 我看过这部电影. Tôi đã từng xem qua bộ phim này chưa ấy nhỉ? 我看过这部电影没有. Cấu trúc tiếp theo, câu với 快要, 快, 就要, 要 cộng với động từ cộng với lợ, có nghĩa là sắp sửa xảy ra cái việc gì đó, sắp sửa diễn ra cái việc gì đó. Trong cái trường hợp đầu tiên, các bạn sẽ sử dụng với cấu trúc là 快要, 快要 cộng với động từ cộng với lợ, thì nó có nghĩa là một cái việc gì đó chuẩn bị được diễn ra, chuẩn bị xảy ra trong một tương lai gần. Mình lấy ví dụ, hôm nay mình ra đường, mình thấy có sấm có chớp, xong thấy mây đen kéo đến, thế mình bảo là ô, sắp mưa rồi. 要下雨了. Mình nghe thấy tiếng tàu hỏa đang chạy đến, mình bảo là ô, tàu hỏa sắp đến rồi. 火车快要到了.
hôm nay là 25 âm, mình bảo ôi sao đến Tết rồi. Chuân chế khoai yào tạo lọ. Tuy nhiên nếu như trong trường hợp mà cái câu này nó có trạng ngữ chỉ thời gian đứng ở đầu câu, tức là chúng ta biết là có một cái mốc thời gian, cái sự việc đấy nó diễn ra ở trong cụ thể một cái thời gian nào đó, thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng cấu trúc với từ chiều yào như sau. Cấu trúc như thế này nhá. Rồi. Và ví dụ này. Mình thiên chế chế chiều yào zǒu lọ. Ngày mai là chị cần phải đi rồi. Ngày mai chị phải đi rồi. Đó là tháng sau chúng tôi sẽ về nước. 下个月我们就要回国了. Ngôn ngữ pháp cuối cùng ngày hôm nay đấy là tâu lợ. Thì cái thằng này chúng ta có thể dịch nó ra có nghĩa là đã gì đấy rồi. Và nó dùng để thể hiện cái sự không hài lòng của người nói. Tôi cực kỳ bất mãn với bạn thì tôi sẽ sử dụng cái câu này. Và cái cấu trúc của nó, cái cách tạo câu của nó, cái logic của nó trong câu rất giống tiếng Việt. Mình lấy ví dụ này. Đã 20 tuổi rồi, anh ta còn chưa biết nấu cơm. Tâu 20 tuổi là, ta hái bú hơi chua phản. Tôi đã đợi cô ấy 30 phút rồi. 我都等他30分钟了. Đã 10 giờ sáng rồi. Em vẫn còn đang ngủ à? 都10点了. 你还在睡觉. Và đây là toàn bộ nội dung ngữ pháp của HSK2. Hy vọng rằng video này có thể giúp đỡ được các bạn trong cái quá trình tự học này, tự ôn tập, tự luyện tập. Và nếu như các bạn yêu thích video này của mình, xin hãy để lại một like, một comment, một subscribe và để ủng hộ tinh thần cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!